Xin chào thầy, anh chị và các bạn. Em tên là Lý Tấn Đức, lớp IE48 đang thực tập tại khoa ngoại niệm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay em xin trình bày về chủ đề ảnh hưởng của nhiễm mỡ đồng ba đến quá trình hô hấp. Cái nhiễm mỡ là một lý phổ biến, đặc biệt ở những người mắc hội chứng chuyển hóa như béo phì, tiểu đường type 2 và rối loạn lipid máu. Cái nhiễm mỡ có nhiều giai đoạn, trong đó thì độ 3 là giai đoạn nặng nhất của nhiễm mỡ đơn thuần. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chức năng gan mà còn gây tác động tiêu cực lên hệ cơ quan khác, đặc biệt là hệ hô hấp. Thì để hiểu rõ hơn về cách cái nhiễm mỡ ảnh hưởng đến hô hấp, chúng ta xem xét các cơ chế tác động từ hệ như sau. Trước tiên á, gan nhiễm mỡ độ 3 dẫn đến viêm nhiễm và stress oxy hóa gia tăng. Khi mà tế bào gan bị tổn thương, các cytokine gây viêm như là TNF alpha, interleukin 6 và interleukin 1 beta được giải phóng vào tuần hoàn, gây ra phản ứng viêm toàn thân và ảnh hưởng đến phổi. Viêm nhiễm trong phổi á, nó làm hẹp đường dẫn khí, tăng tiết dịch và gây khó thở, từ đó gây suy giảm hô hấp. Ngoài ra thì stress oxy hóa tạo gas tự do không chỉ tổn thương tế bào gan mà còn lan sang các cơ quan khác bao gồm phổi. Gas tự do gây tổn thương mô phổi, làm suy giảm chức năng hô hấp và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp mãn tính như là COPD và ARDS. Kế tiếp, béo phì và tích tụ mỡ nội tạng thường đi kèm với mặt gan nhiễm mỡ, dẫn đến tăng các cytokine, viêm và axit béo tự do hay gọi là FFA. Khi mỡ nội tạng tích tụ quá mức, FFA trong máu tăng cao có thể xâm nhập vào các mô khác bao gồm phổi, gây viêm nhiễm và tổn thương mô. Mỡ nội tạng cũng sản sinh ra các idokine như leptin và adiponectin. Leptin nó sẽ kích thước phản ứng viêm, trong khi đó thì adiponectin có tác dụng chống viêm, nhưng mà cái chất này nó thường giảm ở người béo phì. Hơn nữa thì kháng insulin làm tăng FFA trong máu, ảnh hưởng xấu đến chức năng hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh lý hô hấp mãn tính. Ngoài ra thì gan nhiễm mỡ nó còn làm suy giảm chức năng gan, nó sẽ giảm chức năng thanh lọc cytokine và chất gây viêm, kéo dài viêm nhiễm trong cơ thể. Các cytokine như là TNF alpha, interleukin không được loại bỏ hiệu quả, nó sẽ tiếp tục kích thích phản ứng viêm trong phổi, gây tổn thương mô phổi và là suy giảm chức năng hô hấp. Và điều này đặc biệt nguy hiểm trong các bệnh lý nặng như hội chứng siêu hấp cấp tính ARDS, nơi mà sự hiện diện của các cytokine và sản phẩm viêm trong phổi có thể dẫn đến tổn thương phổi nghiêm trọng và thậm chí tử vong. Thêm vào đó thì gan còn sản xuất các protein quan trọng cho đông vào miễn dịch, trong máu miễn dịch. Khi suy giảm thì nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng răng gây biến chứng nghiêm trọng trong hệ hô hấp. Cuối cùng là gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến cơ hoành bị hóa mỡ, làm giảm sức mạnh và độ đàn hồi của cơ này. Điều này dẫn đến việc cơ hoành không thể thực hiện hiệu quả quá trình hô hấp, giảm cung cấp oxy cho cơ thể và gây khó thở. Thậm chí chỉ một gắng sức như nhẹ như lên lầu 2 đã khiến bệnh nhân khó thở. Tóm lại thì gan nhiễm mỡ độ 3 là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến chức năng gan mà còn gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng đến hệ hô hấp. Bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ độ 3 có nguy cơ cao mắc các bệnh lý hô hấp như là COPD và viêm phổi. Các triệu chứng thường bao gồm là khó thở, giảm khả năng vận động, từ đó làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Ngoài ra thì gan nhiễm mỡ còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng hô hấp sau phẫu thuật và tăng tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân mắc các bệnh lý phổi nền. Do đó mà việc hiểu rõ cơ chế ảnh hưởng rất là quan trọng để có thể nhận biết sớm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, điều trị kịp thời, một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân đối và thường xuyên kiểm tra sức khỏe là những yếu tố quan trọng giúp phòng tránh và kiểm soát gan nhiễm mỡ, cũng như là bảo vệ sức khỏe tổng thể và đặc biệt là hô hấp. Ở phần trình bày của em đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy cô, anh chị và các bạn lắng nghe. See ya.